đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Myanmar ở lượt đấu thứ hai vòng bảng SEA Games 32 bằng thắng lợi 3-1 chung cuộc. Trước lượt trận thứ 3, đội tuyển nữ Việt Nam đứng đầu bảng với 6 điểm, hiệu số dương 5. Đội tuyển nữ Philippines đứng nhì bảng với 3 điểm, hiệu số 0. Cũng có 3 điểm, nhưng Myanmar xếp hạng 3 với hiệu số âm 1. Malaysia đứng cuối bảng, chưa có điểm số nào tại SEA Games 32. Ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ so tài với Philippines, còn Myanmar chạm trán Malaysia. Nếu thắng hoặc hòa Philippines, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ có mặt ở bán kết với ngôi đầu bảng. Nếu đội tuyển nữ Việt Nam thua Philippines, một trong hai khả năng sau sẽ xảy ra. Thứ nhất, Việt Nam thua với cách biệt 1 hoặc 2 bàn thì vẫn có vé đi tiếp bởi chắc chắn hơn Philippines ở hiệu số bàn thắng bại, do đó xếp trên. Thứ hai, Việt Nam thua Philippines với cách biệt 3 bàn trở lên. Khi ấy, huấn luyện viên Mai Đức Chung và các nữ tuyển thủ phải chờ kết quả trận còn lại giữa Myanmar và Malaysia. Nếu Myanmar hòa hoặc thua Malaysia, Việt Nam sẽ vào bán kết. Còn nếu Myanmar thắng Malaysia và có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bị loại. Do đó, cửa vào bán kết của đội tuyển nữ Việt Nam đang rộng mở khi các cầu thủ nắm trong tay quyền tự quyết. Ở trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển nữ Philippines ngày 8 tháng 5, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ cần 1 điểm để chắc chắn có ngôi đầu. Philippines đang chơi không tốt tại SEA Games 32 khi thua Myanmar 0-1, sau đó rất vất vả mới thắng được Malaysia 1-0. Vì thế, mục tiêu giành được chiến thắng và có 3 điểm trọn vẹn trước đội tuyển nữ Philippines là hoàn toàn khả thi.